Đây là chiếc Record 7502 của mình nhé. Hôm nay do nhà vợ có cắm nhầm điện. Ban đầu thì mình kiểm tra khối nguồn, đây là nguồn cấp vào này. Qua cái khối này, này không chết. Qua cái mên này cũng không vấn đề gì. Mên này chính ở đây. Kiểm tra qua các những cái khối bên dưới này cũng không sao. Và cuối cùng thì sau cả buổi sáng nay hoay, mình đã phát hiện ra là ở khối nguồn này. Đấy, thì khối nguồn này các bạn mở cái lắp phía sau ra, nó sẽ có dạng như này. Mình sẽ cho cái đèn nó sáng lên một chút. Và đây, qua kiểm tra nhanh thì mình có thể nhận thấy là cái khối bảo vệ ở đây nó đã nổ. Đấy, khối bảo vệ ở đây đã nổ và cầu chì ở đây đã đứt. Bảo vệ nguồn rồi. Vậy mình sẽ tiếp tục mình xử lý vấn đề này. Bây giờ là mình sẽ bỏ đi cái con bảo vệ và thay một cầu chì mới. Hy vọng là sẽ thành công. Các bạn chờ mình chút nha.